Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn đốt chiếc máy tính bảng Chui HD10 Pro hoặc là cái ROM CM hoặc ROM Remix OS cho nó. Ở đây thì mình có chiếc máy tính bảng Chui HD10 Pro mã HQ chạy chip 8350. Thì để cài thì mình phải bật chế độ USB debug của nó lên. Bây giờ mình vào đây, vào cái số phiên bản này, kích cáp vào nhiều lần thì ra hiện tùy chọn nhà phát triển. Sau đó bạn bật OEM mở khóa OEM và cơ lỗi USB, ở tiếng Anh nó là USB debug. Đấy. Thì khi mà cắm cáp vào nó sẽ hiện hình con ở đây, cái con thú này. Trên máy tính thì mình đã có cái hướng dẫn này. Một cái sẵn hướng dẫn ở trên trang web của mình là máy tính bảng Windows vào cái phần cài đặt TWRP root cho máy đây, cho HD10 Pro root này. Đây là con Honda Mini PC M3 mình đang sử dụng và chiếc Ultra Wide của LG. Để mà mở được CMD chạy thì ở đây mình đã cài sẵn cái tool Phone Flash Tool này. Chạy mấy cái lệnh này thì mình mở CMD lên. Các bạn ở Win 10 thì gõ CMD hoặc là gõ CMD ở cái trình tìm kiếm này. Đó, kích chuột phải vào. Run Shutter. Đấy. Đây. Gõ fix này. Rồi. Sau đó gõ copy cái này. Rồi. Enter. Lúc này thì máy sẽ khởi động lại và boot vào chế độ ADB, vào chế độ Lockman Boot Loader. Đây chế độ là chế độ Mod Lockman Boot. Ở trên máy tính thì mình copy tiếp cái lệnh này. Ở cái lệnh fast boot flash recovery, và cái recovery chính là cái tên của cái ma file mà máy bạn cài. Ví dụ HD12 thì thay cái tên cho HD12, HD10 Plus thay HD10 Plus. Ở đây mình có HD10 Pro bản HQ64. Đấy, và cho enter. Nó sẽ chạy như thế này. Mình đã lạp xong rồi. Ở trên máy tính mình sử dụng cái phím tăng giảm âm lượng để mà chọn về chế độ recovery mode. Sau đó bấm phím nguồn, nó sẽ chạy vào recovery và TWRP đấy. Đây là cái USB của mình. Cái USB này thì đã cóp sẵn cái ROM cho nó, ROM Remix OS và cái file GAP và cái file fix cho HD10 HQ và cộng cả file root nữa. Mình sẽ cắm vào máy. Đây là cái giao diện là TWRP, nó hơi đứng một chút. Mình sẽ đứng cái máy này lên. Này. Bây giờ là mình sẽ cài Remix OS trước và hoặc root máy trước nhá. Root máy thì mình sẽ để sau. Root máy thì cũng tương tự thôi. Đây mình vào đây. Vào trước khi cài máy thì mình wire trước. Vào Advanced Wire, chọn đàn bit system data và case, sau đó wire bay ra. Sau đó
bấm phím home này để về trình ấy, sau đó mình cài đặt. Đây. Ở đây nó sẽ không hiện cái USB của mình thì mình phải chọn vào select storage này. Đây mà chọn USB OTG. Đấy, nó sẽ hiện lên cái thứ của mình và mình cần. Ở đây thì mình đã cài sắc copy sẵn là cái OpenGAP này, Remix OS này. Thì mình cần cái cài cái Remix OS Chui V10 Plus trước. Đấy. Sau đó vuốt vào đây. Máy sẽ chạy. Khi chạy xong thì bạn cần fix nhầm một cái file fix 10MB đấy nữa. Chạy xong chạy GApp. Để mà rút máy thì mình thay vì chọn cái file Remix OS đó thì mình chọn cái file này. Đây cái file mình cần chọn. Đây rút chui HD10 thì mình chọn cái file HD10 Disable DM Variety Android ở đây. Cái file remix này thì dùng chung với tất cả các máy như HD10 Plus, HD10 Pro, HiBook Pro. Và nó chỉ có cái file fix là cái file cho các từng máy là cái file này này. HD10 Pro HQ này là dành cho bản mã HQ này, HD10 Pro này dành cho bản mã 8300 mã PQ. Đây thì mình đã xong rồi. Mình sẽ quay về phần phím home để cài tiếp cái file fix. Ở đây là cái file fix của nó là cái file mã hhq.zip này. Cài. Rất nhanh. Đó, lại quay phím home tiếp. Cài GApp vào. Cái GApp đấy chính là cái tất cả những cái dịch vụ của Google như Play Store này. Google Service, Google Play Service và đấy, để có thể chạy được Play Store và các phần mềm như YouTube hoặc là Chrome của Google. Với Chrome CM thì các bạn cài tương tự nhé. Sau đó wipe thì cho sạch. Reboot system thì đã xong. Điện thoại này nét liên tục nên là hình hơi rung. Ở đây đã bắt đầu vào cái Remix OS. Cái một số máy như Chui HD10 Pro mã HQ này bị lỗi cái Play Store ấy, thì các bạn sẽ phải dùng tạm cái Chrome Remix OS này hoặc là cái Chrome CM để có Play Store. Vì một số là cái một số máy đó không được Google cấp quyền nên là nó bị chặn.
thì mình sẽ dùng thay bằng cái ROM này và đợi hãng ra một cái ROM khác để là mình fix được cái lỗi đấy. Mà nhiều bạn cũng thích dùng Remix OS vì nó gần giống Windows, rất là thích. Khởi động lần đầu nên tương đối lâu. Và khi mình cài TWRP này mình có thể cài được rất nhiều các cái ROM khác mà cộng đồng viết. Các bạn muốn cài ROM thì có thể vào cái trang chủ của nó, là cái trang Modaco ở đây. Không, các bạn tìm vào cái ROM, tìm vào các máy như là Chewy hoặc là Onda hoặc là Cube cũng có hết ở trên này. Thì mình có thể cài ROM cho nó. Rất nhiều dòng máy. Nhân tiện thì giới thiệu luôn với các bạn con Honda Mini PC M3. Hiện tại thì con này là mình chưa lắp chân, mình mới chỉ để dựng đứng lên. Cái này là chạy chip cái phiên bản mình đang dùng đây là chạy chip Pentium G4400, 4GB RAM và bộ nhớ 64GB. Đấy, đã được active này. Chiếc màn hình này là màn hình ultra wide của LG, mình nhớ 120GB. Mình đã từng thử nhập cái phiên bản sử dụng chip Core i5 7400, RAM 8GB và có kết hợp cả Wi-Fi. Ở đây thì cái phiên bản thấp thì nó không có Wi-Fi, mình có USB Wi-Fi ở đây. Còn cái phiên bản cao cấp hơn như cái Core i5 thì bên Trung Quốc trang bị luôn cả Wi-Fi. Đấy. Máy rất mạnh. Và kết hợp với màn hình ultra wide này thì một cái bộ máy tính rất là tiện, nhỏ gọn. Tuy nhiên thì mình chưa quy hoạch nên là hơi lỏng khở một chút. Khởi động lâu quá. Đây, máy đã vào được Remix OS. Remix OS thì nó chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Anh thôi. Các bạn mà muốn cài các ngôn ngữ khác thì sử dụng thêm tiếng Việt, thêm root máy để cài. Đây màn đăng nhập của nó. Đây Remix OS, nhìn hình nền rất đẹp và đã có sẵn GA vào đây. Như thế này là được rồi. Ok. Vậy là mình đã có ROM Remix OS cho cái chiếc máy tính bảng Chewy HD10 Plus, HD10 Pro mã HQ này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn nghịch máy và thành công nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.